Rồi xin chào anh Minh Tâm. Chào mọi người nha. Vâng, hôm nay hình như anh không làm, anh ở nhà. Chưa, có đi 10 giờ hôm nay nhà gần tiệm về chuyển về nhà mới gần tiệm cho nên đi ra có 5 6 phút đồng hồ, 10 giờ mới ra mới lại. Bây giờ mới 9 giờ. Có nghe không anh Bằng? Dạ, nghe rõ anh ạ. Chào mọi người nha, chào lại tất cả mọi người nha. Thì đang làm việc sinh ra nhanh chuẩn bị 10 giờ mới đi tiếng nữa thì lâu lắm đây, cũng công việc bên này dạo này nó cũng hơi bận rộn, ít có lên tham gia được cái chương trình. Thì hôm nay cũng còn tiếng đang ở nhà thì tranh thủ lên giúp. Thì tại vì tưởng hôm nay nhân cái ngày đoàn thanh niên thì mở nói về đoàn thanh niên cũng không thấy ai, thì thấy anh Bằng Ngày mở cái ngày thì 26 tháng 3, 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. nhân dịp anh Bằng mở cái này thì đang thấy mấy cái comment của cái bọn chuyên ảnh ấy, thì lên tham gia chút. Trước hết nhắn với thằng ảnh, mà ảnh nhắn lại với thằng Jay Bùi này. Jay Bùi, cái thằng Jay Bùi là cái thằng comment trong này nhiều nhất, nhắn với mày thế là thằng Jay Bùi. Tao nghĩ là nhà mày có nuôi chó thì mày thử mở cái máy ghi âm rồi mày chọc cho con chó nó chửi đi, nó sủa đi, rồi mày ghi âm con chó. Sau đó là mày cũng mở các cái comment ảnh của mày xem, là mày so sánh thử con chó nó ảnh như thế nào và mày như thế nào. Tao nghĩ con chó nó còn ảnh rất là nhiều tiếng, nó nhiều kiểu, nó ảnh rất đa dạng, nó hơn mày, tao nghĩ hơn. Tao thấy cái câu comment của mày là dạng ảnh của mày, tao thấy có mấy câu mày cứ ảnh tới ảnh lui hoài về Việt Nam chứ. Tao nói mày thua cả cái con chó nó còn ảnh được rất là nhiều kiểu, đúng không anh Bằng? Nhiều con chó nó ảnh được nhiều kiểu lắm, nó đa dạng, còn đáng nghe lắm. Cho dù nó ảnh nó dọa người ta nhưng mà người ta cũng đáng nghe, bởi nó ảnh được nhiều kiểu chứ nó không ảnh một kiểu, một vài kiểu như mày. Dây sẽ buồn, thằng dây sẽ buồn, tao thấy mày quay đi quay lại mới nói không ăn mấy cái câu đó hoài, mày mày không biết nhục với so với con chó chứ. Còn mày nói độc tài nha, tao nói mày chắc độc tài Việt Nam, mà bây giờ cái độc tài Việt Nam nhiều nước thèm lắm mày ơi. Cái độc tài Việt Nam nó đang làm được những việc mà các nước đang thèm, các nước thậm chí có tiền như Mỹ cũng không đủ sức để làm được. Cái độc tài Việt Nam này, mày vào tường nhà ta mày xem, mới tối hôm qua nó mới 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 đăng lên. Cái độc tài Việt Nam hiện nay đang là độc tài như thế nào mà rất nhiều chuyến bay trong tháng 3, tháng 4, tháng 5 tới Úc, rất nhiều quốc gia đưa mọi người trong độ ra, nhiều người Việt ở hải ngoại về Việt Nam. Cái độc tài của Việt Nam mà nhiều người thèm thuồng đấy. Tao nói mày, tao cũng đang ở bên Mỹ đây này, người ta đang thông tin hàng ngày hỏi nhau làm như thế nào để tìm chuyến bay về Việt Nam. Cho dù họ đang sống ở Mỹ, những người Việt đã hỏi với nhau này, cách thế nào để đăng ký được các chuyến bay về. Mà hôm qua ta có đăng lên tường nhà ta đâu, các chuyến bay trong tháng 3, tháng 4. Còn ta nói cho mày, các chuyến bay ở Úc rất là nhiều trong tháng 4, tháng 5 sắp tới này, nhiều lắm, dày đặc, gần như là mỗi tháng có tới 10, 16, 17 chuyến bay. Mày không tin, mày vào cái tường mày xem các cái lịch bay ta đăng cụ thể. Mày nói cái Việt Nam độc tài, Việt Nam thế này thế kia, chế độ Việt Nam hiện nay như thế nào, thì mày giải thích giùm tao tại sao người ta đang tìm mọi cách để trở để về Việt Nam, để đăng các chuyến bay nhập cảnh vào Việt Nam. Mày mở đi, mày search đi, mày tìm các cái chuyến bay trong tháng 3, tháng 4, tháng 5 sắp tới đi. Mày không tin tường nhà tao thì mày search trong các cái lịch bay tại Mỹ đi. Nếu mày ở Mỹ, ở Úc, ở Anh, ở Canada, mày search đi. Nhiều lắm, nhiều chuyến bay đi. Hỏi tại sao? Tại sao không ở lại Mỹ như mày? Người ta đăng ký rất là nhiều. Rồi tao hỏi mày cái độc tài của cộng sản họ làm mà mọi quốc gia không làm được, mà đối rất thèm thuồng. Những chuyến bay đó là
người ta đưa ở nước Mỹ này này, người COVID mày đi khám đi test COVID mày tự chữa, tự về nhà mua thuốc tự chữa. Trong khi ở Việt Nam này, công dân Việt Nam ở tận các nước cách nửa vòng trái đất ở những quốc gia rất xa mà tới tới tổ chức các chuyến bay đưa về công dân về Việt Nam để tìm khám và chữa cái bệnh COVID. Bật tay không hay làm được cái đó đó. Nước Mỹ làm không? Úc có làm không? Canada có làm không? Nước Anh có làm không? Việt Nam làm không? Nó Tôi nói anh thì tâm mình này thấy cái độc tài đó, cái độc tài đó thì mày người ta thấy là những cái gọi là những chuyến bay hạn chế của Việt Nam thôi đấy, chứ còn bây giờ giả sử như là muốn đưa mà rất nhiều người ở nước ngoài mà hiện nay người ta muốn coi như là về Việt Nam, nhưng mà nói chung là mình đưa một cách hạn chế về thôi anh ạ. Đấy, cái này cái đưa tôi đọc mà, nhưng mà giả sử bây giờ mà thả cửa ra thì nói chung là không có cái sân bay Việt Nam nào mà chứa nổi. đó thì nói riêng với thằng dân sân bùi, nhưng mà cũng cũng nhắn với những cái bỏ những cái thằng ba que xỏ lá khác với cái luận điệu xuyên tạc ảnh suốt ngày có vài ba câu đó, cứ ảnh 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 như vậy nó có tác dụng mày gì, mày càng ảnh thì Việt Nam họ càng khẳng định cái vị thế của họ chứ tác dụng mày gì. Tao nói mày cái độc tài Việt Nam hiện nay mà này, quan chức Mỹ ở tờ bất kỳ cái đời tổng thống nào cũng vác cặp qua kìa, ngồi dưới lá cờ đỏ sao vàng này, ngồi dưới chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh này. Bên cạnh lãnh đạo của đảng, cái đảng độc tài mà các người hay phán xét kia, chúng mày thử điểm lại đi, các cái đời tổng thống Mỹ rồi này. Các cái nước thủ tướng các cái nước phát triển như Nhật, Hàn Quốc kìa, Úc kìa, Canada kìa, độc tài như vậy đó, cái độc tài mà mọi người thèm thuồng, còn tụi mày ẵng nó chỉ phát tác dụng ngược ít gì, cái chúng mày càng ẵng này càng đòi này này, đó là ngay tại nước Mỹ, những người đã sống ở nước Mỹ mấy mấy chục năm rồi đó, nó còn xích chân xích tay đưa lên máy bay nó trục xuất cái gì à, tụi bay có dám mở cái miệng ra không, có thấy bóng dáng tụi đó đòi cái quyền lợi cho công bằng cho cái người Việt, người Việt bị trục xuất đó chúng bay có dám đưa cái hình ảnh nó lên trang cho chúng mày để mà chúng mày phản đối những cái hình ảnh như người Việt bị xích hai cái chân cùm hai cái chân xích hai cái tay bước lên cầu thang lên máy bay để bị trục xuất, có thằng có tụi nào tụi bay đăng lên tường nhà tụi bay những cái hình ảnh đó để đấu tranh cho họ 8.000 người lắm đó. Tụi bay nên nhớ danh sách tới 8.000, hơn 8.000 người. 15 tháng 3 vừa rồi là mới 33 người ở Texas thôi, ở sân bay Fort Worth còn nhiều lắm, bởi vì danh sách tới 8.000 mấy lắm. Tụi bay đăng đến tường nhà tụi bay đấy, hoặc là tụi bay có những cái hành động cụ thể đi, thiết thực đi. Và mới có thể vì chính sách giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký đưa về thì vẫn thực hiện theo cái thỏa thuận, nhưng mà thỏa thuận phải tôn trọng cái quyền con người, cái nhân đạo của người, sao phải cầm tay cầm chân, tụi bay thấy cái tù cái phạm tội Việt Nam không, khi mà chưa tòa chưa xử người ta ra tòa người ta vẫn mặc đồ thường phục không có bó tay bó chân đâu. Những cái hình ảnh đó kể cả những cái có loại mà rác rưởi lâu nay mà bị bắt bị ấy chống lại nhà nước Việt Nam đòi lật đổ bị bắt đó, mới tòa chưa xử thì người ta vẫn mặc thường phục khi ra tòa có bị cầm tay cầm chân, mà sao họ là những người sống ở Mỹ bao nhiêu năm rồi mà xem còn hơn cả những tù nhân cầm tay cầm chân lên cầu máy bay mà mới 33 người thôi, còn danh sách tới 8.000 mấy đó. Thằng buổi những cái thằng mà lên to tiếng tụi bay đi thiết thực đi tổ chức kêu gọi nhau đi kéo lên tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ đi
dương biểu ngữ lên, đòi thực hiện cái nhân đạo, cái nhân quyền của người đấy, không được xâm phạm những người tộc sự, không được bỏ tay bỏ chân xích chân đấy. Đó cách chúng ta nghĩ tụi bay làm việc là thiết thực nhất. Còn tụi bay ẵn ở trên này, ẵn còn không ẵn bằng con chó nữa thì ẵn làm cái gì? Câu có vài ba câu ẵn tới ẵn giúp ích gì? Tụi bay ở nửa vòng trái đất, ngoài cái chế độ quyền lợi sát sườn tụi bay ở ngay nước Mỹ này, hoặc là Canada hoặc Úc này, thì đối với nước Mỹ, tụi nếu tụi mày sống ở nước Mỹ, người ta nhắc lại làm biểu ngữ đi, băng rôn đi, banner đi, huy động lực lượng đi, kéo nhau lên tòa nhà Quốc hội Mỹ đi, đòi không được vi phạm đến những người Việt bị cùm chân cầm tay đưa lên máy bay nữa đó. Rồi chúng bay cũng biểu ngữ là không để cho những người Việt này sống dưới gầm cầu kìa, dưới suối kìa, không nhà không cửa kìa, không việc làm chứ gì đó. Cái nói chúng mới làm trong mỗi cái diễn đàn khác ta có nói luôn, bây giờ tôi nói lại tại vì tụi mới nói cũng chưa nghe đó. Cho nên đừng có ẵng nữa tụi bay, mà có ẵng thì cũng ẵng cho nó đa dạng đi, nó nhiều câu như vậy đi, cho nó hay hơn con chó đi. Nó mắng tin mày cứ chọc cho chó nó sủa rồi mày lấy máy vi âm đi, sau đó mày mở xem nó ẵng được bao nhiêu kiểu, cho tao nghĩ tụi mày ẵng không bằng con chó. Nói hơi xúc phạm con chó chút, nói như vậy so sánh mày con chó thì hơi xúc phạm con chó đó. Tao cũng ở nước Mỹ mà công việc tao bận rộn hàng ngày lo, nhưng mà nhiều khi bức xúc cũng phải lên. Bất xúc thấy tụi mày ăn nên bớt chút thời gian trước khi đi làm lên, lên nói với tụi mày ta không rảnh thời gian. Ok, thì mình tham gia chút vậy mình đi ăn sáng rồi còn ha, mình đi làm có gì mà sáng sớm thì anh ăn thì tập